Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì hôm nay quý vị chúng ta học tiếp pháp cú thứ mấy quý vị? Năm bốn. Thì hôm nay chúng ta cái bài kinh Phật nói này là hai câu pháp cú luôn, tức là 54 với 55. Mấy cái câu này là quen thuộc này, quý vị không biết có từng nhớ không? Từng đọc không? Mà Đức Phật chúng ta như ngày thường chúng ta nghe rất là nhiều. Không biết là quý vị có biết hay không á, là có một ngày lúc bây giờ ngài A Nan đang ngồi thì ngài quán tưởng, ngài nói rằng là có hương chiên đàm già la này, hương hoa sen, hoa vũ quý đó, quý vị đọc trong kinh có nhiều loại hương đặc biệt quá. Thì ngài A Nan mới nói rằng những cái hương này là đều bay theo chiều gió, không biết là có cái hương nào mà nó bay ngược chiều gió hay không, là ngài đang ngồi thắc mắc. Rồi quý vị biết hương nào bay ngược chiều gió không? Dạ. Thì khi mà thắc mắc như vậy, ngài A Nan mới nói thôi bây giờ đi tới gặp Thế Tôn hỏi, cho giờ ngồi thắc mắc cũng mệt quá. Thì bắt đầu ngài A Nan tới gặp Đức Phật mới hỏi, thì Đức Phật nói là có những người nào không riêng gì tại gia xuất gia, là Phật tử, là cư sĩ, là tại gia xuất gia, bất cứ người nào nếu giữ gìn, thứ nhất là năm giới nè, những người giữ gìn năm giới nè, những người ta không tham, không sân, không si, luôn tu hạnh nhẫn nhục, vị tha, bao dung, những cái đức tính thực hành, những cái đức tính tốt đẹp đó, thì chắc chắn là các vị thần sẽ kính nể. Cho nên quý vị thấy những người nào mà đi đâu mà nhiều khi được chư thần, được mọi người kính nể, là người đó chắc chắn là có giới hạnh, cho nên mới được nhiều người kính nể. Thì cho nên là Đức Phật nói những người đó chẳng những được các vị thần kính nể, và người đó chính là những vị đầy đủ đức hạnh. Và cái hương giới hạnh đó, cái hương đức hạnh đó chắc là đi ngược chiều gió, vừa thuận và vừa ngược luôn, ngược chiều gió. Quý vị thấy thường mình là gió chiều nào là theo chiều đó không? Mà những người đó là ta nói sao? Bà phải rồi, phải không? Thì có nghĩa là không có giữ lập trường á, gió chiều nào theo chiều đó, nghe ai nói gì cái theo người ta. Thì như vậy là thì nhưng mà cái hương người đức hạnh là nó ngược gió, có thể bay ngược chiều gió là đi khắp muôn phương. Cho nên Đức Phật nhân đó và Đức Phật mới nói hai câu pháp cú 54 và 55. Quý vị thuộc cái này, hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay, chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp một phương trời. Vậy thấy cái câu là đơn giản đúng không? Rồi câu 55 là hương chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thượng. Là cái câu này lần sau quý vị, tức là giữa những cái hương giống như hương chiên đàn và hương hoa sen, hương đủ thứ. Quý vị bữa trước chúng ta mới có hương gì đó, lan út đó, những cái hương đó mình nghe nó thơm thiệt, nhưng mà có những người vẫn còn gì, bị dị ứng nó, đúng không? Cái hương thật đó vẫn còn bị cái giới hạn, nhưng mà cái hương của người giới hương là bay, là vô thượng. Đức Phật nói giữa những cái hương đó chỉ có giới hương là vô thượng. Mà giới hương là gì quý vị? Cho nên có chúng ta tại sao mà hạn chế cái vụ mình thắp hương nhiều là vậy? Nhiều vị nói là đốt cả bó hương mới được Đức Phật Bồ Tát chứng, nó không phải như vậy. Và quan trọng là cái tâm hương của mình, là cái giới hương, tức là một con người nó trong sạch. Khi mình đứng trước Phật, mình không khởi cái ý tưởng tham sân si, mình không khởi ý tưởng bất hiếu ngỗ nghịch, ý tưởng ích kỷ nhỏ nhen, những cái tâm địa xấu. Mình đứng trước hình ảnh Phật, mình cầm cái hương, mình cầu nguyện cho cha, cho mẹ, cho ông bà, tổ tiên của mình. Mình cầu nguyện với cái tâm rộng lượng thì được chứng, thì cái hương đó mới là được chứng. Chứ còn mình cầm cái hương trong tay, dù mình cầm một bó hương mà nếu cái tâm mình không thành kính, thì hoặc là mình còn tham lam đầy, thì cái sự chứng đó nó không có. Thì cho nên là giới hương mới là vô thượng, tức là cái người giữ giới. Trong nhà Phật chúng ta có giữ giới đó quý vị. Người Phật tử tại gia thì năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn người, đương nhiên người tu thì có nhiều cấp bậc và nhiều cái giới khác nhau. Thì nếu mình giữ cái người mà giữ đúng những cái giới luật đó, thì cái giới hương đó là vô thượng, là cao quý. Và cũng là có một cái tích nữa là khi quý vị biết vua Ba Tư Nặc
Có một ngày là có một cái vị thương nhân tên là Ba Lợi, vị này đi ra ngoài biển để mà tìm châu báu. Thì đang đi giữa biển thì có một cái vị thủy thần họ hiện lên, họ mới bốc một cái bụng nước, lấy một bụng nước ở dưới biển, họ mới hỏi là nước trong tay ta nhiều hay là nước dưới biển nhiều. Theo quý vị trả lời sao? Chắc chắn luôn, nước dưới biển nhiều. Nhưng mà ngược lại, cái vị thương nhân này nói dạ nước trong tay của thần nhiều. Thì vị này hỏi tại sao? Đương nhiên mình giải thích là chắc chắn là tại vì mình rõ ràng mình thấy nước dưới biển nhiều chứ trong tay có chút xíu à. Thì vị này trả lời rất là sâu sắc, vị này nói rằng là nước trong tay của thần dù chỉ có một bụng thôi, nhưng nếu gặp cái người đói khát mình có thể cứu được họ. Còn ví dụ nước dưới biển mà không có ai lấy, không ai ấy thì hoặc là người ta không có lấy được thì làm sao cứu được cái mạng người. Cho nên nước trong tay thần tuy nhỏ tuy ít, nhưng mà nếu gặp cái người đói khát, người khác người đói thì mình có thể đưa để cứu một mạng người. Thì là chứng tỏ là vì này có cái tâm nghĩ tới người khác. Còn mình trả lời là mình trả lời theo cái bản năng tự nhiên của mình. Cho nên là quý vị mới nhớ một cái tích này rất là hay, là có một cái vị hòa thượng này thấy một con bò cạp nó đang bị nằm chiếc lá nó rớt dưới nước. Vị này mới thò cái tay định vớt nó lên, nó vừa thò xuống nó cắt, nó chích một cái. Vị này thụt tay lên, cái đang suy nghĩ nghiền cách định bỏ xuống nữa, vị này đưa tay một lần nữa, nó chích một lần nữa. Thì bắt đầu những người xung quanh nhìn thấy mới nói rằng là con bò cạp nó chích nó ác vậy mà cứu nó làm chi. Thì lúc đó quý vị biết hòa thượng trả lời sao? Nói là bản năng của bò cạp là chích người, mà bản năng của tôi là lương thiện. Thì tại sao tôi vì con bò cạp đó mà tôi bỏ cái bản năng lương thiện của mình? Tức là thấy nó bò cạp nó chích thì kệ cái bản năng của nó, nhưng mà mình cái tánh lương thiện mình cứ cứu người, cứu. Thì cho nên cái đó là thể hiện cái người có biết, thể hiện cái đức hạnh của mình. Thì cái vị này cũng vậy, khi mà cầm cái nước, cái vị này trả lời cho thần là nước trong tay của thần nhiều hơn, là tại có thể cứu được mạng người. Thì sau khi nghe như vậy, vị này tán phục cái tâm của vị thương nhân này, cho nên mới tặng cho một chiếc áo được kết bằng 8 cái loại ngọc quý, một cái áo choàng gọi là chiếc áo gọi là Hương Anh, là kết bằng 8 loại ngọc quý. Thì vị này đem về mới tới dâng cho vua Ba Tư Nặc và kể lại cái chuyện như vậy. Thì vua Ba Tư Nặc mới nói rằng cái áo choàng này quý quá, cho nên ta muốn tặng cho một các phu nhân của ta, các cung phi mỹ nữ, ai mặc vừa chiếc áo này xứng đáng thì ta sẽ tặng. Thì ngày hôm đó các cung phi mỹ nữ cung tần rồi trang điểm cho đẹp, mặc áo lộng lẫy để tới gặp vua để được nhận chiếc áo đó, ai yếm vừa mặc vừa thì được tặng. Thì thiếu một vị gọi là Mạc Lợi phu nhân không có tới. Thì vua Ba Tư Nặc mới ngạc nhiên nói là tại sao ai cũng có mặt mà chỉ còn một mình Mạc Lợi phu nhân không đến. Thì vua Ba Tư Nặc mới cho đòi cho người đến gọi, nói rằng là dù có người trả lời mới nói rằng hôm nay là ngày rằm, là ngày của Mạc Lợi phu nhân thọ trì trai giới cho nên không có đến. Thì vua mới nói rằng dù có thọ trì trai giới ta không cấm, nhưng mà lệnh vua thì không thể cãi. Thì nghe nói như vậy, vua mới cho người tới mời, mời 3 lần. Thì Mạc Lợi phu nhân mới nghĩ là đã 3 lần mà không đến thì coi như phạm thượng rồi, cho nên phải đi. Thì ngài bà Mạc Lợi phu nhân á, chỉ mặc một chiếc áo, tại vì ngày đó thọ trì trai giới cho nên không thoa hương phấn sắc đầy mình. Tại vì ngày thọ trì trai giới là chúng ta không có có phải là diện ăn diện vô nhiều, không đeo vàng ngọc, cho nên bà chỉ đơn giản khoác một cái áo trắng bình thường và không có son phấn, không có đeo vàng ngọc chuỗi, không đeo gì cả. Đi tới thì bà vừa tới là hầu như cả cung đình, cả cung điện là đều hướng theo bà, tại vì có một toát lên một vẻ đẹp quá tuyệt vời. Có vẻ đẹp đó là vẻ đẹp của người đức hạnh. Thì ngay cả vua Ba Tư Nặc cũng ngạc nhiên, nó sao phu nhân hoàng hậu hôm nay quá đẹp, tại vì mặc cái áo bình thường thôi, còn những vị bên này cũng áo quần sặc sỡ đủ màu hết, nhưng mà sao không đẹp mà ngay người nào cũng thán phục hết. Thì vua Ba Tư Nặc mới ngạc nhiên, mới hỏi là hoàng hậu có cách nào mà tại sao lại đẹp, toát lên một vẻ đẹp mà khiến cho nhiều người phải cảm phục như vậy. Thì hoàng hậu nói là nhờ thọ trì trai giới và tu tập. Thì sau khi nói như vậy, bắt đầu vua mới
tặng chiếc áo đó xứng đáng, thì hoàng hậu mới nói rằng hoàng hậu không xứng đáng để không muốn nhận cái áo này, không xứng đáng thì đem cái áo này đến cúng cho Đức Phật. Thì khi mà đến Đức Phật thọ nhận xong, Đức Phật mới vừa thọ nhận cái áo nhưng mà ngài mới nói tiếp cái câu pháp cú đó là hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Là cái ý cái người đức hạnh đó quý vị. Cho nên ví dụ trong cuộc sống này mình muốn làm một người người vợ, ở ngoài dân gian chúng ta thường nói cái đức hạnh là chỉ cho cái gì? Quý vị nào biết? Là cái gì quý vị? Giống như một cái bánh xe. Thì cái bánh xe cái vòng ở ngoài là chỉ cho cái tài, là chỉ cho đức, nhưng mà cái căm ở trong là cái tài, là đức và tài. Mà quý vị thấy nếu có cái vành mà không có cái căm thì xe có chạy, bánh có chạy được không? Không được. Hoặc là nếu có căm mà không có cái vành bọc thì không chạy được. Cho nên là tài đức nó phải song hành với nhau. Tức là người có, nếu không có đức á, người có tài mà không có đức thì sao? Vô dụng. Mà người có đức mà không có tài thì sao quý vị? Làm việc gì cũng khó. Quý vị thấy không? Họ có đức, họ rất là hiền lành, rất là thương yêu người, nhưng mà nhiều khi làm gì không có cái tài, không có cái trí á. Cho nên họ làm cũng dở, không khó biết cách làm. Cho nên là tài đức nó phải song hành. Mà cái đức này nó thể hiện trong từng việc làm nho nhỏ thôi quý vị, từng lời nói hành động. Trong cuộc sống này quý vị thể hiện cái đức nhiều lắm. Có một bà cụ vậy đó, bà lên xe buýt ngồi, thì có đang ngồi thì một người phụ nữ khác trẻ thôi, một người phụ nữ trẻ bước lên và giống như là đi mà dậm chân bà vậy, dậm chân và giành cái chỗ ngồi nữa. Thì bà cụ cũng né qua một bên giường cho cái cô này ngồi. Thì những người ở bên xung quanh á, họ cũng ngạc nhiên, họ nói tại sao mà bà không phản ứng lại, cô này làm sai mà không phản ứng. Thì bà cụ nói một câu, có gặp nhau lâu đâu, trạm tới tôi xuống rồi. Quý vị thấy nó đơn giản không? Một câu thôi nhưng mà người ta có được bài học. Tức là lỡ mà trong cuộc sống này ông chồng, vợ, hoặc là con, là cháu, hoặc anh chị, bạn bè ngoài xã hội, ai làm cái gì mình, cái mình nói thôi cuộc đời này nó ngắn, đâu có gặp nhau lâu đâu, đâu có biết sống hôm nay ngày mai ra sao. Cái mình nghĩ như vậy, mình nghĩ cái tư tưởng như vậy là tự nhiên cái sự giận hờn, cái sự trách móc của mình nó giảm liền. Chứ còn mà nếu quý vị cứ ngồi suy diễn, cái suy diễn là nó rất là khổ. Cho nên con người chúng ta có bốn cái mà mình, nếu mình bỏ được là mình, bốn cái phiền não trong kinh Phật nó là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Rồi ngã si làm sao quý vị? Ngã si là sân si. Ngã si tức là cái vô minh, tức là mình thấy cái ta này, mình thấy mình là thật này, mình có cái ta trong mình, cái đó gọi là ngã si. Cái tứ phiền não này căn bản lắm, mình cũng phải nên biết là ngã si tức là vô minh, mình thấy cái ta này có thật, mình thấy mình là cao, là hơn, là nhất, cái đó gọi là ngã si, mình chấp cái ta là có thật. Rồi ngã si, ngã kiến là sao? Tức là cái thấy biết phân biệt nó bị chấp, mình bị chấp trong đó. Mình còn thấy mọi thứ xung quanh mình còn có thật. Cho nên là cái thấy đó gọi là cái thấy sai biệt, cái thấy mà mình chấp ngã trong đó. Mình cho nên những cái tư tưởng, những cái gì mình cho mình là đúng, nên gọi là ngã kiến. Còn ngã mạn là sao quý vị? Cái này chắc hiểu rồi. Là kiêu căng ngã mạn. Thấy mình là nhất, là hơn, mình thấy người giàu hơn, mình thấy mình giỏi hơn, mình thấy mình hay hơn, ngon hơn. Mình sanh cái tâm khinh thường người khác. Cái đó là ngã mạn, ngã si, ngã kiến, ngã mạn. Rồi gì nữa? Ngã ái. Ngã ái là cái này dễ nè, biết quý vị đâu biết không? Ngã ái tức là tự ái, tự thương mình. Quý vị nói cái cô đó nói câu là mình tự ái quá. Là từ ra sao? Là mình tự thương mình, cho nên mình mới tự ái. Tự ái là thương mình thôi chứ đâu có gì đâu. Mình nói cái từ đơn giản là tự ái. Chửi tới, nói nhắc tới, chửi tới cha, tới mẹ, tới anh, tới chị, gặp mình tự ái. Thì tự ái là thương mình. Mà mình thương mình cho nên mình mới thấy người ta làm sai. Cho nên mình nghĩ cái tư tưởng thoáng như cái hồi nãy cái bà cụ, một câu đơn giản, có gặp nhau lâu đâu. Cho nên đời này có gặp nhau lâu đâu. Từ hôm nay mình ngồi đây cho mình không biết ngày mai ai sẽ chết đây, ai sẽ ra sao. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình sợ chết, không phải. Mà mình sống tự tại với nó, mình đối diện tự tại với nó, mình thấy để gì? Để mình cố gắng mình tu tập. Cho nhiều người nói thôi ngày mai chết rồi, cho hôm nay hưởng hết để bao nhiêu của đem đi nhậu hết,
xài hết. Thì như vậy là mình đi xài phước, là mình làm tổn đức hạnh của mình. Còn nếu mình muốn là một người đức hạnh ngược gió khắp tung bay là gì? Thay vì mình nói ngày mai mình chết rồi, bác sĩ nói là cái bệnh này sống một ngày thôi, ba ngày thôi, một tuần thôi, chết rồi. Thì những người mà nếu họ biết tu thì trong thời gian mà ngắn họ biết như vậy đó. Nếu biết trước thì càng tốt. Mình biết như vậy họ những của cải hoặc những gì họ đem làm phước, để lại cho cuộc đời làm phước. Mình con cái đương nhiên mình vẫn có, nhưng mà mình muốn giữ cái đó lâu dài nữa thì mình làm thêm công đức nữa. Hoặc là mình thể hiện trong cuộc sống một người đức hạnh là quý vị biết, là ông chồng nói cái gì thôi mình nhịn chút nó ăn xong, hoặc là vợ nói cái gì mình nhịn chút cũng ok là xong. Mình thể hiện từng chút mới kết hợp lại, gọi là người đức hạnh đầy đủ, đức hạnh vẹn toàn. Ví dụ mình nhiều khi á, mình nói mình chịu nhẫn được, nhưng mà cái miệng mình nhiều khi mình nhịn không được, mình lỡ mình thốt ra những cái lời thì thôi mình nhẫn cái ý, hoặc là mình nhẫn cái thân mình không làm ác. Mình nhẫn được cái phần nào thì có được cái công đức, đức hạnh của một người như vậy. Cho nên đức hạnh rất quan trọng quý vị. Cho nên quý vị thấy mà mình đến đâu á, mà ai cũng thương, ai cũng quý, 10 người hết 9 người khen ngợi, thì chứng tỏ là mình là người đúng là cũng có đức hạnh trong đó. Nhưng mà nếu 10 người mà hết hầu như là bao nhiêu người quý vị? 9 người chê rồi thì biết rằng mình phải xét lại mình, phải coi lại người đó chứ không phải chưa chắc. Tại vì mọi người ta vẫn có cặp mắt nhìn hết. Tuy người ta không nói nhiều nhưng mà ta vẫn qua hành động, lời nói, cử chỉ mình làm người ta biết. Cho nên ví dụ 10 người mà có 1-2 người nói thì cái mình còn nghĩ người đó là xấu. 2-3 người nói thôi thì mình phải coi lại cái đó biết đúng hay không. Nhưng mà 10 người mà hết 9-8 rồi, 7, trên 5 là mình thấy là đã nhiều rồi. Cho nên nếu mình thấy trong cuộc sống này, nếu mình sống như thế nào mà để ít nhất mình không được 4-5 người khen thì ít nhất được 3, không trên được 5, không trên trung bình thì ít nhất được 4 người. Chứ còn có 1-2 người khen mà còn lại 8 người chê là mình phải xét lại, coi như là mình chưa có cái đức hạnh. Cho nên cái đức hạnh nó quan trọng đó quý vị. Là mình sống làm sao mà mình nằm xuống chồng mình cứ nói vợ tôi là người tài đức, người hiền hậu, hiền lành. Hoặc là chồng nằm xuống cái vợ khen, thì mình nhớ nghĩ như vậy là tự nhiên mình lưu vào. Còn những người mà chúng ta sống mà mình cứ tạo cái điều xấu cho người khác thì cái đó mình phải xét lại, mình chưa phải là người đức hạnh. Nó không ngược gió tung bay mà nó cứ đi theo chiều gió. Thì quý vị có ai thắc mắc gì nữa không? Con thắc mắc cái câu khác, không có quan hệ. Nãy mình tụng kinh dược sư có cái câu này là biển hai chết và bờ ba đứt, có thể sư giảng nghĩa con nếu không hôm nay thì được hết. Dạ, thì nó phía sau á nó có trong đó đó. Dạ, nó có giải thích đó. Nhưng mà trong cuốn này không có, thôi để kỳ sau giải thích quý vị. Cái này là những cái pháp số. Dạ. Rồi Viên Tường hỏi gì? Chắc dùng kỳ tới giảng lần luôn, là những pháp số đó, tam đức đó, tam đức lục quỷ đó, cho ba đức đó, rồi sáu ba la mật, thập địa là các vị Bồ Tát. Nhưng mà cái đó pháp số nó dài, cho nên để kỳ tới để coi lại pháp số rồi ghi ra luôn cho quý vị, là kỳ tới mà giải thích lần luôn. Dạ. Còn câu hỏi nữa, con nghe trong kinh Pháp Bảo Đàm có câu, không biết đúng hay sao, nhưng mà ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm có thể siêu sinh. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, giải nghĩa là tiếng Việt thì cái câu này thì ngắn dễ, ngắn giải thích liền được quý vị được, tại vì cái ý nó không nhiều. Ưng vô sở trụ tức là mình trụ vô cái nơi mà nó không vô sở trụ, là mình dựa vào những cái không có trụ vô một cái gì cả, vô sở trụ. Ưng vô là dựa vô cái mà không có cái gì để dựa hết thì mới sanh cái tâm, tức là ngộ. Chứ còn mình còn thấy cái dựa vô cái bàn, giống như mình nói mình ở ngoài mình dựa vô cái bàn, cái ghế, ngay cả ví dụ kinh điển mình còn chấp vô nó cũng không được. Thì chỉ là một cái những cái ngôn ngữ để mình đọc, để mình giác ngộ thôi. Còn mình còn chấp vô, mình nói cái kinh này tôi đọc tôi thấy hay, cho nên chết là phải mang theo cho tôi, thì cái đó là mình cũng còn chấp, nó không phải. Tại vì cái những là những cái hình thức như là phương tiện để mình đọc thôi. Ưng là không có trụ vào một đâu hết. Ưng vô sở trụ tức là không trụ một chỗ nào hết để sanh cái tâm. Thì cái tâm đó mới là kỳ tâm. Là chân tâm. Kỳ tâm là chân tâm. Kỳ tâm. Nhi sanh kỳ tâm, cái chữ kỳ đó mà sanh.
Chữ kỳ đó chỉ là nó đệm vào thôi. Thì ở đây cũng vậy, mình cái gì mình còn thấy có là còn khổ, còn thấy nhà, còn thấy vợ, thấy con, thấy cháu, thấy thì đương nhiên con người phàm phu mình chắc chắn nó sẽ thấy, luôn luôn phải thấy cái đó. Nhưng mà mình còn thấy như vậy thì sẽ còn sanh tử luôn hồi mãi. Còn mình thoát được cái chấp đó, chấp tướng á, thì mình sẽ được giải thoát. Cho nên trong nhà thiền là không trụ tâm một chỗ nào hết, gọi là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, tức là không trụ một chỗ nào mà sanh cái tâm. Tại mình còn trụ là mình còn phân biệt, mà còn phân biệt tức là còn phiền não. Rồi quý vị còn thắc mắc không? Để hết rồi ha. Rồi kỳ sau còn cái quyển cuối mình lại rồi cái giải thích những cái từ này luôn. Dạ, A Di Đà Phật.